Nhân dịp đại lễ Phật Đản năm 2019, Phật lịch 2563, sáng nay đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Hồ Thanh Sơn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự Phật giáo tỉnh đóng trên địa bàn xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Cùng đi có trưởng ban dân vận tỉnh ủy Huỳnh Văn Hùng và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chúc mừng đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019 vừa được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức thành công, trong đó có sự đóng góp của đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Phó bí thư thường trực tỉnh ủy chúc quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử trong tỉnh đón một mùa Phật Đản an vui và ý nghĩa. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Phật giáo Đồng Nai trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để tiếp tục phát huy những kết quả này, lãnh đạo tỉnh đề nghị ban trị sự Phật giáo tỉnh trong vai trò của mình vận động bà con Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống hộ pháp an dân, thực hiện đúng với đường hướng đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt cần quan tâm hơn đến việc giáo dục đạo đức cho giới trẻ, tránh để mặt tiêu cực của mạng xã hội ảnh hưởng đến lối sống của thanh thiếu niên hiện nay. Thay mặt ban trị sự Phật giáo tỉnh, hòa thượng Thích Nhật Quang, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Phật giáo được hoạt động thuận lợi, đúng pháp luật trong thời gian vừa qua. Sự quan tâm này chính là nguồn động lực để tăng ni Phật tử trong tỉnh tiếp tục gắn kết, đồng hành với tỉnh để xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.